đi lên cùng hàng loạt tên tuổi phi công Xô Viết kiệt xuất. Từng cho ra đời hàng ngàn sản phẩm chất lượng, dẫn đầu xu thế. Vinh dự của nó không chỉ là đồng hành cùng Tổ quốc trên con đường trở thành một thế lực hùng hậu trong cuộc đua chinh phục bầu trời, cạnh tranh sòng phẳng với cường quốc mạnh nhất lịch sử, biểu tượng cho các lực lượng không quân kháng chiến. Vâng, chúng tôi đang nói về Mikoyan, nhà phát triển máy bay chiến đấu từng nổi lên như một hiện tượng trong ngành hàng không thế giới kể từ thời đại chiến thế giới lần hai. Những điều ngạc nhiên là những sản phẩm mang thương hiệu này lại liên tiếp thất bại trong phần lớn thương vụ gần đây, bất chấp chất lượng sản phẩm của họ đều được đánh giá hết sức tích cực. Vậy, tại sao điều không hay đó lại xảy ra? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức thủ công cho nam đồng hành cùng CD Team. Hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ những sản phẩm của Helios. Helios mang đến các chế tác độc nhất và được thiết kế và gia công bởi nghệ nhân người Việt, với mong muốn đưa các sản phẩm của người Việt vươn tầm thế giới. Ngày nay, Mikoyan được biết đến với tư cách là công ty cổ phần RS Camic. Nó vẫn là một doanh nghiệp sản xuất, kiêm thiết kế, bảo trì và nâng cấp dòng máy bay MiG. Dù vẫn đủ năng lực để duy trì hoạt động, nhưng nếu so với vị thế của chính họ từ thời Liên Xô, MiG có lẽ đã trở thành cái bóng của mình, cùng một vai trò hết sức mờ nhạt. Đến đây tôi lại nhớ đến một nhận định cho rằng tính bứt phá trường tồn của một doanh nghiệp quốc phòng phụ thuộc vào tiềm lực tài chính ban đầu, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của đội ngũ nhân sự và sự ủng hộ của chính phủ. Có thể nói điều này là chính xác đối với bất kỳ doanh nghiệp nào ở hầu hết mọi nơi trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên đối với Mikoyan, đó lại là một câu chuyện khác rất đặc biệt. Để biết chi tiết hơn, chúng ta hãy cùng quay trở lại những ngày đầu tiên khi kẻ tên này mới chập chững bước chân vào cuộc đua chinh phục bầu trời của nhân loại. Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ người đàn ông này. Tên tiếng Nga đầy đủ của ông ta là Artem Ivanovich Mikoyan, sinh năm 1905 ở Armenia trong một gia đình chẳng có gì gọi là quan hệ, tiền tệ, với bố làm thợ mộc, mẹ là một bà nội trợ như bao người khác. Nhưng Artem Ivanovich Mikoyan từ rất sớm đã thể hiện sự đam mê về cơ khí chế tạo và quân đội. Dù gia cảnh khó khăn do cha mất sớm, lại phải chuyển chỗ ở liên tục, Mikoyan vẫn nỗ lực học hành, không từ bỏ đam mê của mình, bất chấp quê hương ông đang trong cảnh nghèo đói, khó khăn, lạc hậu. Năm 1928, ông gia nhập bộ binh Hồng quân và phục vụ trong đơn vị quân đội của thành phố Livni, vùng Orion, nay thuộc Liên bang Nga. Vào tháng 8 năm 1929, ông được chuyển đến trường quân sự Ivanovo Voznesensk, sau này là trường thiết giáp Orion ở thành phố Orel. Năm 1935, Mikoyan được cử đi thực hành công nghiệp ở Kharkov. Cùng với các sinh viên khác của học viện, ông đã chế tạo chiếc máy bay đầu tiên của mình, được nhiều giảng viên danh tiếng ở học viện hàng không đánh giá rất cao. Đến năm 1937, ông được cấp bằng kỹ sư cơ khí quân sự của không quân. Sau khi tốt nghiệp học viện, Mikoyan được bổ nhiệm làm đại diện quân sự tại nhà máy hàng không nhà nước số 1. Chỉ trong 2 năm, ông đã có thể khẳng định mình là chuyên gia hàng không xuất sắc nhất, lần lượt thể hiện vai trò không thể thiếu trong các dự án chế tạo máy bay I-153, I-180 và cả I-200, sau này được gọi là máy bay MiG-1. Ngày 8 tháng 12 năm 1939, Mikoyan được bổ nhiệm làm trưởng phòng KB-1 và phó giám đốc phòng thiết kế số 1. Đây cũng được xem là ngày cục thiết kế mang tên AI Mikoyan được thành lập. Điều thú vị là những nền tảng đầu tiên cho hoạt động nghiên cứu hàng không ở đây không chỉ được xây dựng bởi ông Mikoyan, mà còn dựa trên sự hợp tác hết sức chặt chẽ với Mikhail Iosifovich Gurevich, một kỹ sư hàng không thiên tài người Liên Xô gốc Do Thái. Nên ban đầu cục thiết kế Mikoyan còn được gọi là Mikoyan Gurevich, với Gurevich là phó thiết kế trưởng. Được biết, ông Gurevich cũng là người khởi xướng ý tưởng về loại máy bay chuyên dụng cho không chiến nhằm ngăn chặn các đợt oanh tạc của đối phương. Đến cuối năm 1980, khi cả Mikoyan và Gurevich đều đã qua đời lần lượt vào hai năm 1970-1976, cục thiết kế Mikoyan-Gurevich đã được đổi thành tổ hợp sản xuất và khoa học hàng không Mikoyan. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn cho các bạn, chúng tôi sẽ dùng tên gọi Mikoyan để chỉ thương hiệu này. Ngay trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những sản phẩm đầu tiên của huyền thoại này như MiG-1, MiG-3, MiG-5, MiG-7 đã được đưa vào sử dụng.
Hầu hết thiết kế của Mikoyan không chỉ đạt hiệu suất cao, mà còn có thiết kế đơn giản, dễ sửa chữa, bảo trì ngay trong thời chiến. Nhưng không rõ có phải vì lý do như vậy không mà công mẫu máy bay mang nhãn hiệu MiG khi đó bị cho là có chất lượng động cơ thấp và rất khó điều khiển. Đến cả MiG-13, loại máy bay sử dụng động cơ tích hợp tiên tiến nhất của Liên Xô trong giai đoạn cuối Thế chiến II, cũng bị xem là tụt hậu so với phương Tây. Nhưng đúng là qua tháng năm dần trôi, ai rồi cũng sẽ khác. Cuối năm 1946, một phái đoàn bao gồm nhà thiết kế Mikoyan và Kalimov, chuyên gia hàng đầu về khoa học vật liệu hàng không, đã có cơ hội được đến Vương quốc Anh. Dù chẳng mấy khi có cơ hội đi tham quan nước ngoài, nhưng không hiểu sao hai thiên tài này lại không tận dụng luôn ngân sách nhà nước để lên Scotland nghỉ mát hay uống rượu whisky, mà lại tìm cách mua một động cơ phản lực tiên tiến nhất từ Rolls-Royce về. Bộ động cơ này sau đó cung cấp ý tưởng cho các nhà khoa học quân sự Xô Viết. Đến năm 1947, nguyên mẫu hoàn thiện đầu tiên của loại máy bay mới mang tên MiG-15 do phi công anh hùng Viktor Nikolaevich Zhuganov lái thử đã đánh dấu bước ngoặt mới của lịch sử của Mikoyan nói riêng và ngành kỹ thuật hàng không Xô Viết nói chung. Thuận đà thành công về mặt kỹ thuật của MiG-15, phiên bản cải tiến MiG-17 nhanh chóng được cho ra mắt với độ hoàn thiện rất cao, lập nên hàng loạt chiến công trước các đối thủ phương Tây trên hàng loạt điểm nóng chiến sự thời chiến tranh lạnh. Nhưng cũng tại chiến trường Triều Tiên, sau hàng loạt trận đụng độ giữa MiG-15 với những chiếc chiến đấu cơ siêu tốc F-86 Sabre, dù giành được lợi thế, nhưng họ cũng nhận thức được rằng tương lai của không chiến sẽ phải là vượt qua bức tường âm thanh. Do vậy, chính quyền Liên Xô đã yêu cầu Mikoyan nhanh chóng triển khai các dự án mới. Thế là năm 1954, nguyên mẫu máy bay MiG-19 đã được đưa vào sản xuất, trở thành mẫu chiến đấu cơ đầu tiên của khối xã hội chủ nghĩa chinh phục được bức tường âm thanh. Đây cũng đánh dấu là mốc đầu tiên trong lịch sử công nghệ hàng không nước Nga Xô Viết thực sự trở thành đối trọng với Hoa Kỳ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Mikoyan cho ra mắt dòng tiêm kích MiG-21. Khi phát triển dòng máy bay này, phía Mikoyan đã triệt để áp dụng triết lý ưu tiên mọi thứ cho chiến thuật đánh chặn tầm ngắn. Thế là ngay từ khi ra đời, dòng máy bay này đã khiến phương Tây một phen choáng váng bởi thời gian xuất kích, tấn công cơ động quá chớp nhoáng. Như ở trên chiến trường Việt Nam, nơi loại máy bay này có màn thể hiện xuất sắc nhất, MiG-21 đã liên tiếp lập chiến công trước dòng F-4 Phantom của Hoa Kỳ. Các phân tích cho thấy, phi công Việt Nam đã lợi dụng triệt để khả năng của máy bay Liên Xô này để đối phó hiệu quả với những chiếc chiến đấu cơ đa nhiệm của Mỹ. Dù rất đa nhiệm, có thể không chiến, oanh tạc mặt đất, nhưng lại cực khó xoay sở trong cận chiến. Nhờ mang thiết kế mở nên những chiếc MiG-21 không chỉ có thể được sửa chữa ngay cả đối với những nước có trình độ kỹ thuật còn hạn chế, mà còn mở ra tiềm năng nâng cấp, cải tiến. Điển hình trong số có thể kể đến gần đây như MiG-21 Bison của người Ấn hay phiên bản MiG-21 MF được rất nhiều nước, trong đó có Ba Lan, Ấn Độ và Trung Quốc tin dùng. Ở một số quốc gia, người ta còn có dự án hoán cải MiG-21 thành máy bay phục vụ huấn luyện hoặc UAV. Tất cả chỉ để biến nó trở thành loại chiến đấu cơ bền bỉ nhất từng được phát triển của nhân loại. Nhưng chừng đó có vẻ như vẫn chưa làm Mikoyan thỏa mãn. Năm 1975, sau khi nhận được một số chiến đấu cơ F-5E từ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã quyết định tiến hành một số cuộc thử nghiệm để kiểm chứng xem MiG-21 sẽ cạnh tranh như thế nào với máy bay phản lực của Mỹ trong không chiến. Và rồi trước sự kinh ngạc của họ, F-5 đã giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến mô phỏng và được các kỹ sư đánh giá là vượt trội hơn so với MiG-21. Vì vậy, để giành lại lợi thế trong không chiến, các kỹ sư Liên Xô đã sử dụng tất cả dữ liệu thu thập được vào việc phát triển dòng máy bay MiG-23 cánh cụp cánh xòe. Đây cũng là tiền thân của dòng cường kích MiG-27 được ra mắt không lâu sau đó. Trong những năm 1980, loại máy bay này đã được đem đến Trung Đông. Dù được trang bị nhiều thiết bị rất tân tiến, nhưng những gì nó thể hiện ở đây lại khá thiếu ấn tượng. Nhiều chiếc MiG-23 đã bị Israel dùng F-4 bắn hạ. Trong tay Iraq, MiG-23 phải hứng chịu thiệt hại bởi những máy bay F-14, F-5, F-4 của Iran. Tuy nhiên, MiG-23 trong tay Cuba lại là một câu chuyện khác. Với loại vũ khí này, họ đã giành ưu thế gần như áp đảo so với không quân Nam Phi dùng Mirage F-1. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là MiG-25 với hàng loạt kỷ lục về tốc độ của máy bay phản lực trước khi một phi công Liên Xô lái một chiếc như vậy đào tẩu khỏi Liên Xô. Câu chuyện này, cũng như sự thật thú vị về dòng MiG-25, đã được Kiến thức quân sự gửi tới các bạn trong một video để dưới phần mô tả. Mọi tin tức tốt đẹp vẫn tiếp tục đổ dồn về Mikoyan cho đến những năm sau 1980. Đây cũng là thời gian những chiếc MiG-29, MiG-31 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Xin đừng hiểu nhầm, chúng tôi không hề muốn nói rằng những chiếc máy bay này gặp vấn đề gì.
Cả hai đều là dòng chiến đấu cơ hạng trung, hạng nặng xuất sắc. MiG-31 là loại tiêm kích đánh chặn đặc biệt, hạng siêu nặng, có thể tấn công các mục tiêu mang tầm chiến lược, là quốc bảo của không quân Nga. Nó cũng là cái tên gây tiếng vang trong cuộc xung đột tại Ukraine, như một loại phương tiện mang vũ khí bội siêu thanh không thể ngăn cản. Vì tính chất đặc biệt của mình, nên MiG-31 rất ít khi được sử dụng ở quốc gia khác ngoài Nga. Còn MiG-29 và những biến thể hiện đại hóa của nó thì được sử dụng phổ biến hơn. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là dòng tiêm kích tầm trung rất hiệu quả, có thể chiến đấu song phẳng với bất kỳ tiêm kích chạy thứ tư hạng nặng, hạng nhẹ của phương Tây như F-15, F-16. MiG-29 cũng là dòng máy bay được ưa chuộng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói ngay cả trong những ngày cuối cùng của Liên Xô và thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, máy bay mang nhãn MiG có thể được sánh ngang với súng trường Kalashnikov, là biểu tượng cho phe xã hội chủ nghĩa thời chiến tranh lạnh. Nhưng như các bạn đã biết, giai đoạn nửa cuối những năm 1980-1990 là khoảng thời gian đen tối của Liên Xô. Nạn quan liêu trì trệ đã dần đưa đất nước đi vào con đường khủng hoảng. Nguồn ngân sách thường xuyên cũng như đơn đặt hàng của nhà nước dành cho Mikoyan cũng không còn dồi dào ổn định như trước. Họ cũng như hầu hết các nhà phát triển máy bay khác của Liên Xô như Sukhoi, Antonov buộc phải hướng đến thị trường nước ngoài để duy trì hoạt động. Đến đây, người đồng hương Sukhoi từ vị thế là kẻ ngang hàng với Mikoyan trước kia lại chứng tỏ lợi thế rõ rệt hơn. Các biến thể của dòng chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 đa năng tỏ ra phù hợp hơn với phần lớn yêu cầu từ khách hàng quốc tế. Theo đó, kể từ năm 1991, Sukhoi đã xuất khẩu 252 máy bay chiến đấu và đạt doanh thu sản xuất 15,4 tỷ đô la. Mikoyan mới chỉ xuất khẩu 185 máy bay và đạt doanh thu sản xuất 8,6 tỷ đô. Đã thế, trong các đơn đặt hàng Sukhoi nhận được có một phần rất lớn đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn thường xuyên có những hợp đồng lớn về mua bán sản phẩm lẫn sửa chữa, cung cấp linh kiện và chuyển giao công nghệ. Cũng tại thị trường Ấn Độ, Mikoyan chỉ ghi được dấu ấn đậm nét với dòng tiêm kích hạ MiG-29K, vốn không thể thay thế bởi những bàn hạ cánh hết sức đơn giản, mượt mà trên hàng không mẫu hạm. Dù có đôi chút thua thiệt so với Su-33 về khả năng tấn công đa nhiệm, nhưng MiG-29K được xem là một trong những tiêm kích hạm có khả năng chiếm ưu thế trên không tốt nhất hiện tại. Vào tháng 4 năm 2002, Mikoyan đã thua Sukhoi trong cuộc đấu thầu của Bộ Quốc phòng về việc chế tạo máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 cho quân đội Nga. MiG tiếp tục nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, nhẹ hơn máy bay Sukhoi, nhưng cả Bộ Quốc phòng Nga và các khách hàng nước ngoài đều tỏ ra không quan tâm nhiều đến dự án. Cũng trong giai đoạn này, một vấn đề nữa phát sinh đối với Mikoyan, đó là sự thiếu chỉn chu, nếu không muốn nói là quá tệ đối với các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng như nâng cấp, bảo trì, sửa chữa. Như một vụ việc gần đây mà kiến thức quân sự được biết là vào năm 2021, Mikoyan khi này dù đã được cải tổ và đứng dưới danh nghĩa pháp lý là công ty RSK MiG đã đối mặt với nguy cơ phải bồi thường cho Bulgaria vì lý do không thể hoàn thành công việc sửa chữa 8 chiếc MiG-29 của không quân nước này đúng thời hạn. Cũng liên quan đến các phiên bản MiG-29 ở một số quốc gia, Mikoyan đã từ chối cung cấp dịch vụ đối với một số khách hàng tự ý đưa dòng máy bay này vào trạng thái ngừng sử dụng, cất giữ hoặc thay thế bằng dòng chiến đấu cơ khác. Điều này quả thực đã gây ấn tượng không tốt cho hãng, tạo nên hình ảnh một chuỗi cung ứng Made in Russia là hệ thống công nghiệp kém hiệu quả và tham nhũng nhất trên bề mặt trái đất. Mà có thể bạn chưa biết, MiG-29 từ cuối những năm 90 đến đầu 2000 vẫn được sử dụng trong gần 30 lực lượng không quân, với giá mỗi chiếc được cho là khoảng 30 triệu đô la. Điều đó cũng có nghĩa là ngay cả khi một vài quốc gia Đông Âu có trình độ kỹ thuật khá cao như Ba Lan, Nam Tư cũ có thể tự chủ hoạt động hậu cần hoặc mua sắm dòng máy bay khác, thì Mikoyan vẫn còn rất nhiều khách hàng ở châu Á và châu Phi. Rõ ràng, chúng ta không khó để hiểu tại sao lại có nhận định rằng Mikoyan đã bỏ qua cơ hội hết sức tiềm năng để mang lại doanh thu chỉ từ hoạt động bảo trì, nâng cấp MiG-29. Đó có lẽ không chỉ là một vài đồng doanh thu trước mắt, mà còn mở rộng ra cơ hội cho họ giành được các hợp đồng bán máy bay mới trong tương lai, cũng như phương châm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nhưng có lẽ là do đã quá quen với chế độ bao cấp của nhà nước, họ đã không nhận ra cơ hội mới, trong khi người đồng hương Sukhoi lại làm rất tốt. Mikoyan sau đó cũng phải vật lộn để giành được chỗ đứng trong bối cảnh có một số sự cố đáng xấu hổ và những ảnh hưởng khác đến danh tiếng của hãng. Ngay trong lúc tình thế của Mikoyan đang gặp khó khăn, họ vẫn giới thiệu dòng MiG-35 với hy vọng sẽ giúp nhà sản xuất giành lại thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên đây lại xem là một thất bại to lớn. MiG-35 được chế tạo dựa trên MiG-29K và MiG-29M. Vì vậy, nó mang ngoại hình không khác gì các bậc tiền bối. Đã thế, loại tiêm kích này lại sử dụng động cơ RD-33, vốn có công suất rất mạnh, hoạt động ổn định nhưng tuổi thọ cực thấp.
Điều này vô hình chung lại khiến các khách hàng nghi ngại rằng đó chỉ là một sản phẩm bình mới rượu cũ của Mikoyan, bất chấp hàng tá linh kiện hàng không hiện đại đã được nhà sản xuất bổ sung thêm vào. Thế là MiG-35 bị thất trận trên hầu khắp cuộc đấu thầu, bất chấp sự hỗ trợ từ chính phủ Nga. Thậm chí, ngay tại quê nhà, họ cũng chỉ nhận được đơn 37 chiếc. Có vẻ như không quân Nga sẽ nhận số lượng máy bay thấp hơn rất nhiều, vì MiG-35 chẳng có gì nổi trội so với Su-30SM hay Su-35, trong khi thua kém về tầm bay và tải trọng. Cuối cùng, khi tất cả giải pháp được Mikoyan đưa ra đã không đi đến đâu, chính phủ Nga đã quyết định hành động. Từ tháng 3 năm 2021, những khó khăn tài chính đã buộc Mikoyan và Sukhoi phải sáp nhập dưới sự quản lý của United Aircraft Corporation, viết tắt là UAC. Được biết, UAC cũng bao gồm Tupolev, Yushin và Yakut Corporation. Nhiều văn phòng thiết kế kế thừa đã được đặt dưới một trung tâm duy nhất có trụ sở tại Moscow, nhưng các chức năng kỹ thuật hầu như vẫn tồn tại mà không cần tái cơ cấu đáng kể. Trong báo cáo của Gazeta.ru cho thấy việc sáp nhập Mikoyan với Sukhoi có nghĩa là Nga không còn đủ khả năng chi trả cho hai văn phòng thiết kế song song chính thức trong lĩnh vực máy bay chiến đấu. Tương lai của Sukhoi có vẻ được đảm bảo, nhưng vẫn còn nhiều đồn đoán về sự tồn tại lâu dài của dòng máy bay MiG-41. Không có chiếc MiG nào được giao vào năm ngoái, chỉ có hai biến thể MiG-35 được giao vào năm 2021. Trong khi đó, những dự án từng được xem là rất tiềm năng như MiG-35 hay thậm chí là MiG-39 vẫn còn rất bấp bênh. Dù sao, về khía cạnh tài chính, đây được xem là một phi vụ thành công của UAC. Theo số liệu thống kê gần nhất được công bố, cả MiG và Sukhoi đều đang làm ăn có lãi. Năm 2018, doanh thu của Sukhoi đạt 114,5 tỷ rúp, tức khoảng 1,5 tỷ đô la, với lợi nhuận ròng đạt 4,08 tỷ rúp, khoảng 55 triệu đô. Trong khi đó, doanh thu cùng kỳ của MiG rơi vào khoảng 89,5 tỷ rúp, tức khoảng 1,2 tỷ đô, và lợi nhuận ròng được ghi nhận ở mức 3,5 tỷ rúp, khoảng 50 triệu đô. Thêm nữa, việc hợp nhất này không chỉ giảm rủi ro từ việc cạnh tranh thương mại giữa các công ty kể trên, mà còn hợp nhất nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm cho ra đời những sản phẩm đột phá trong tương lai. Việc tích hợp và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cũng sẽ giúp công ty mới nhanh chóng hoàn thiện các dự án hiện có như việc sản xuất chiến đấu cơ tàng hình Su-57 và máy bay ném bom tàng hình chiến lược thế hệ mới PAKDA. Nhưng nếu để ý có thể thấy, đó đều là những mẫu máy bay mang dấu ấn của nhà Sukhoi và Tupolev. Còn cái tên Mikoyan đang dần mờ đi ngay trên chính quê nhà của mình. Tóm lại, sự đi xuống của nhà MiG sau một thời gian huy hoàng có lẽ đến từ hình thái tổ chức, hoạt động của họ đã quá quen với kiểu Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Khi thời thế thay đổi, họ cũng không kịp chuyển mình nhanh chóng để thích nghi với thời cuộc. Kết quả là sự thiếu hiệu quả trong quản lý ở nhiều khâu, trong đó có cả tìm kiếm thị trường, tiếp thị cũng như công tác hậu cần. Điều mà cá nhân tôi thích nhất trong tư duy phát triển sản phẩm của Mikoyan đối với những sản phẩm đời đầu, đó là giành lợi thế trước đối thủ bằng cách tập trung toàn bộ vào một tính năng nổi trội. Đối với MiG-21 thì đó là khả năng không chiến tầm gần. Còn lại, niềm đam mê công việc, tinh thần học hỏi không ngừng cải thiện chất lượng cốt lõi trên từng sản phẩm có lẽ sẽ không bao giờ lỗi thời dù ở bất kỳ thời đại nào. Vậy theo các bạn, trong tương lai, chúng ta liệu có còn được thấy những chiếc chiến đấu cơ mang thương hiệu MiG tung hoành trên bầu trời lần nữa hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận để cùng thảo luận với những người khác. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ bên gia đình.